Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiết lộ mới về mức độ lộng quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, hình ảnh được chụp trong chuyến bay trinh sát trên quần đảo Trường Sa tiết lộ chi tiết về hoạt động tăng cường quân sự trái phép của Trung Quốc trên các bãi đá và rạn san hô ở Biển Đông. Những bức ảnh đặc biệt về các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đã cho ta cái nhìn chi tiết nhất về những gì mà Trung Quốc đang ngấm ngầm thực hiện bất chấp luật pháp quốc tế. Tại đây, hàng loạt công trình quân sự đang xây dựng tràn ngập các hệ thống phòng thủ. Trung Quốc đã dành hơn một thập kỷ để biến một loạt đảo san hô và rạn san hô hẻo lánh trong khu vực thành các căn cứ quân sự rất phát triển. Hiện được trang bị súng hải quân, hệ thống phòng không, hệ thống radar, tàu tấn công và nhà chứa máy bay, có khả năng nơi ở của hàng chục máy bay chiến đấu. Chuyên gia an ninh hàng hải Jay Batobakhan, người đã xem xét các bức ảnh do phóng viên ảnh Jera của Getty Images cho biết, một số phương tiện quân sự, máy bay, thuyền tên lửa và xe tải phóng tên lửa cho thấy chúng đang hoạt động tích cực như một căn cứ vũ trang cho tình báo, giám sát và trinh sát. Trong số các phương tiện quân sự được trang tin quốc phòng The Wall Street Journal xác định dựa trên phân tích ban đầu về các bức ảnh, có hai tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ hai thân Type-022 lớp Hornsby Midship được cho là có thể mang tới 8 chiếc tên lửa chống hạm siêu âm YJ-83 cùng với pháo loại 30mm HPG-13 Gatling gắn ở mũi tàu, mặc dù kích thước tương đối nhỏ, một chiếc khác là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 trên Katingan, chứa thập lửa. Ít nhất hai khoang chứa phương tiện khổng lồ cũng đã được xây dựng đủ lớn để che giấu các bệ phóng di động được thiết kế để bắn tên lửa chống hạm, phòng không và tên lửa đạn đạo có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Các bãi cạn và rạn san hô từng là yên bình trong khu vực Biển Đông đã trở thành vùng lãnh thổ tranh chấp gay gắt khi nhiều quốc gia đưa ra yêu sách đối với những khu vực này. Ngoài việc là lãnh thổ địa lý, những khu vực này cũng rất quan trọng đối với quốc phòng từ góc độ quân sự và tiếp cận từ khía cạnh kinh tế. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là nơi thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam, được luật pháp quốc tế thế giới công nhận. Nhưng từ lâu, Trung Quốc vẫn ngang nhiên thể hiện sự thống trị của mình bằng cách xây dựng các đảo nhân tạo và trang bị cho các khu vực nằm trong vùng biển tranh chấp này. Theo báo cáo của The Drive, Trung Quốc đã xây dựng các tiền đồn tại nhiều địa điểm trong khu vực, cụ thể là tại rạn san hô Calderon, rạn san hô Johnson, rạn san hô Hooket, rạn san hô Gaven, khu vực phía bắc và nam của đá Vành Khăn, cũng như rạn san hô Subi và san hô Fiery Cross Deep. Ngoài ra, còn có các tiền đồn khác trong khu vực không thuộc về Trung Quốc. Nhưng những hình ảnh cho thấy, việc xây dựng trên những hòn đảo này không khác gì một doanh trại quân sự và một vài khí tài trang bị. Các tòa nhà nhiều tầng và đường băng trải dài khắp các hòn đảo này phô trương khả năng lưu trữ lớn có thể được đưa vào sử dụng trong trường hợp leo thang trong khu vực. Trong khi những phát triển này có thể nhìn thấy được từ các hình ảnh vệ tinh được chụp trong khu vực, các hình ảnh trên không cung cấp mức độ chi tiết lớn hơn về các công trình này. Ví dụ, rạn san hô Calderon cho thấy các ụ súng được tạo ra trên một loạt các tháp có chiều cao tăng dần, được hỗ trợ bởi một radome lớn sẽ đặt hệ thống trên đường chân trời. Thiết bị này có thể được triển khai để chống lại một loạt các mối đe dọa, chẳng hạn như máy bay không người lái, tên lửa hành trình cũng như các tàu tiếp cận hòn đảo. Tại Fiery Cross Reef, có một đường băng đã hoàn thiện được bao quanh bởi các nhà chứa máy bay và một loạt các cấu trúc mái vòm và radar. Một cấu trúc giống như nhà để xe gần đó có thể được sử dụng để chứa và triển khai nhanh chóng các thiết bị vận chuyển, lắp, dựng, phóng treo, có thể tấn công các mục tiêu trên không, dưới nước hoặc trên mặt đất. The Drive cho biết trong báo cáo của mình, các căn cứ là một phần của lãnh thổ mà Trung Quốc gọi là đường chín đoạn bằng cách kiểm soát vùng biển. Trung Quốc nhắm đến việc thể hiện quyền lực đối với các nước láng giềng cũng như các ngư trường màu mỡ và các tuyến đường vận chuyển mà hàng hóa trị giá 5 triệu đô la đi qua mỗi năm. Tuy nhiên, các tuyên bố của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và đã bị một tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ. Với những công trình xây dựng phức tạp được nhìn thấy trên các quần đảo nhân tạo của mình, Trung Quốc thể hiện một biện pháp răn đe vững chắc đối với những kẻ thách thức các tuyên bố của họ và có thể nhanh chóng đóng cửa hoặc ít nhất là thách thức trực tiếp bất kỳ hoạt động nào trong khu vực bị đe dọa kích hoạt. Tất cả các khả năng có thể được triển khai trên và xung quanh các tiền đồn trên đảo của nó, The Wall Journal cho biết.
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm nhiều đảo đá san hô nhỏ và rất nhỏ ở giữa Biển Đông. Chính phủ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo từ lâu, ít nhất là từ thế kỷ 17. Nhà nước Việt Nam là quốc gia đầu tiên với tư cách nhà nước đã thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo một cách hòa bình, thực sự và liên tục qua tất cả các thời kỳ kể từ khi hai quần đảo này chưa thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Việc tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo này là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng được các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ. Cho đến nay, Trung Quốc đã bồi đắp và quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa cùng với 7 cấu trúc địa lý mà họ cũng chiếm giữ bằng vũ lực tại Trường Sa. Họ muốn sử dụng các cấu trúc này thành căn cứ để có thể phục vụ cho mưu đồ độc chiếm được Biển Đông. Tuy nhiên, các hành động đi ngược lại với luật pháp quốc tế như vậy sẽ không bao giờ được Việt Nam cũng như thế giới công nhận. Reuters mới đây đưa tin Việt Nam đã mở rộng đáng kể việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn của nước này ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, gửi đi tín hiệu về ý định củng cố đáng kể các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển đang tranh chấp. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Washington cho biết việc bồi đắp nạo vét này của quần đảo Trường Sa cũng được Trung Quốc và các nước khác tuyên bố chủ quyền đã tạo ra khoảng 170 hectare đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã khai khoang trong khoảng thập kỷ qua lên 220 hectare. Dựa trên những hình ảnh vệ tinh thương mại, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á ANTI của CSIS nói, nỗ lực này của Việt Nam bao gồm mở rộng việc bồi đắp tại 4 thực thể và nạo vét mới tại 5 thực thể khác. Quy mô của công việc bồi đắp mặc dù vẫn còn thua xa so với hơn 3.200 hectare đất do Trung Quốc tạo nên từ năm 2013 đến năm 2016, nhưng mức độ lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và thể hiện một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của mình ở Trường Sa, báo cáo cho biết. Đại sứ quán Việt Nam tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu đưa ra bình luận để báo cáo. ANTI cho biết các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam tại đảo Nam Yết, đảo Phan Vinh và đảo Sơn Ca đang được mở rộng quy mô lớn với một cảng có khả năng đón được các tàu lớn hơn đã hình thành tại Nam Yết và Phan Vinh. Đảo Nam Yết rộng 47 hectare và dạng san hô Phan Vinh rộng 48 hectare đều lớn hơn đảo Trường Sa rộng 39 hectare từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Bản báo cáo cho biết đá tiên nữ nơi trước đây chỉ có hai công trình nhỏ, nhà lâu bền và nhà văn hóa đa năng giờ đã mở rộng lên 26 hectare đất nhân tạo. ANTI cho biết Việt Nam đã sử dụng tàu nạo vét trên biển để nạo vét các dạng san hô nông và vùng trầm tích để bồi lấp. Một quá trình ít mang tính phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt khúc thủy lực mà Trung Quốc đã sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam vào năm 2022 là đáng chú ý và báo hiệu ý định củng cố đáng kể các thực thể mà Việt Nam chiếm đóng ở Trường Sa. Báo cáo cho biết, cần chờ xem sẽ có các cơ sở hạ tầng nào trên các tiền đồn mở rộng này. Trung Quốc và các bên yêu sách khác có phản ứng hay không sẽ còn cần được theo dõi, báo cáo ghi. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông và đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở đó. Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở vùng biển có các tuyến đường hàng hải quan trọng và chứa các mỏ khí đốt cũng như ngư trường phong phú. Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc. Thưa quý vị, cuộc tập trận Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có sự tham gia của Lục quân Không quân Hải quân, Thủy quân Lục chiến Mỹ cùng các lực lượng vũ trang Anh, lực lượng phòng vệ Australia và lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Khoảng 36 tàu trong đó có cả tàu sân bay và tàu ngầm tham gia cuộc tập trận với nhiều hoạt động huấn luyện như đổ bộ trên không, trên biển và trên mặt đất, cũng như các chiến dịch trên không và trên biển. Giới phân tích cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn này là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, cũng như thể hiện sức mạnh trước Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang trong nhiều vấn đề như thương mại, công nghệ, tấn công mạng, dịch COVID-19. Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại việc Biển Đông sẽ trở thành điểm nóng giữa các cường quốc khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và Bắc Kinh cũng có thái độ ngày càng gây hấn ở Biển Đông. Ấn Độ vừa qua cũng tuyên bố điều tàu chiến tới Biển Đông trong nhiệm vụ kéo dài 2 tháng, trong đó có tham gia các cuộc tập trận với Mỹ, Nhật Bản và Australia, các nước thuộc Bộ Tứ Kim Cương cùng New Delhi. Theo Brett Goldsman, giáo sư tại Trung tâm Hoạch định Chiến lược Đại học Tama, Nhật Bản, cuộc tập trận gửi đi thông điệp rõ ràng về khả năng và sự sẵn sàng của Mỹ trong khu vực, cũng như các cam kết của Mỹ với đồng minh và đối tác nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định của khu vực. Đó cũng là thông điệp gửi tới Trung Quốc cũng như các đối thủ khác rằng Mỹ và các đối tác an ninh luôn cảnh giác và có đủ năng lực.
Không nước nào muốn một cuộc đối đầu hay xung đột. Tuy nhiên, một cuộc đối đầu hay xung đột có thể xảy ra nếu có sự tính toán sai lầm hoặc có sự việc ngoài ý muốn, ông Goldman cho biết. Thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn hiện nay, chính quyền Biden muốn thể hiện cả với các đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như các đối thủ rằng Mỹ không thu mình hay rút khỏi cam kết đối với an ninh khu vực. Nhật Bản, Australia, Mỹ hay Ấn Độ đều không có lợi ích khi để Trung Quốc biến Biển Đông hay Biển Hoa Đông thành các vùng biển của Trung Quốc và đây là lý do những nước này tham gia vào đối tác chiến lược nhằm đẩy lùi sự mở rộng quân đội của Trung Quốc. Ông Jimmy Davison, giáo sư về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Monash ở Australia nhấn mạnh. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!